rất hay, một cú lên on rất xuất sắc của Đặng Quang Anh. Và đây là vị trí mà Đặng Quang Anh hoàn toàn có thể có được một điểm birdie. Cát trắng tương đối chói ở trong điều kiện ánh nắng như thế này, rất khó nhìn. Và mỗi khi bóng xuống cát để đánh cát trong điều kiện thời tiết này thì cực kỳ lóa mắt. Cú đánh hai on của Hoàng Đình Tiến rất hay, bóng chỉ còn cách khoảng tầm một cờ mà thôi. Ở góc này thì chưa đến một cờ. Sẽ bắt đầu đổ từ trái sang phải, chắc chắn là như vậy. Vị trí cực tốt của Nhất Long. Rất hay, cú đánh thứ tư của Tôm Anh, bóng đã nảy và chui tọt vào hố. Một điểm par. Không thể ngờ được cú đánh thứ hai của Tôm Anh, bóng đi thẳng xuống nước. Và vừa rồi chúng ta thấy anh đã phải thả cắt nước. Bây giờ là Phạm Thị Yến Vy. Những cú chip là những cú đánh mà Yến Vy cần phải cải thiện nếu như muốn đạt đến đẳng cấp cao hơn. Đó là một cú chip tốt của Yến Vy. Rất hay. Một cú chip in của Yến Vy để ghi điểm birdie ở hole golf số 4 này. Chúng ta đang được chứng kiến những cú đánh rất hay của nhóm đấu cuối cùng ở bảng nữ.